Rồi, Đại Lúa mến chào bà con nông dân. Thì chúc cho bà con mình xuống giống vụ ba này trúng mùa được giá. Thì bữa nay mình trở lại cái miếng đất xịt diệt mầm hổm sulfit cộng cơm cát đó, bà con mình đó, xịt sulfit với cơm cộng cơm cát đó. Thì bữa nay là xịt có lớn đó, lúa bữa nay là lên được gì rồi đó, đó bà con mình. Thì hổm mình cũng chia sẻ đó là sẽ giống là 25 kg. Thì cái này là giống lúa 54-51 đó. Thì khu đất này là Chi Tôm An Giang này, bên xã Vĩnh Phước đó bà con mình. Thì bữa nay ông xịt có lớn rồi, coi mình coi ông xịt thứ gì đây đó. Thì bữa đó anh chia sẻ là bữa nay lúa bữa nay cũng được rồi, lúa bữa nay thì cũng được là 5 đêm 6 ngày đó. Bây giờ mình vô mình chia sẻ mấy cái hiệu thuốc cho bà con mình xem đó, coi bữa nay xịt có lớn xịt có loại gì đây. Thì bây giờ xịt máy bay rồi đó, bây giờ nhân công giờ mà không kịp cho nên kêu máy bay xịt luôn. Rồi thuốc trị mò bù lạch thì ta xịt máy bay thì tính heo ha, trong này nó để là tính heo ha đó bà con mình đó. Không thì đa số bây giờ là tính máy bay công nghệ làm nhiều đó. Còn xịt bình bình quải 25 lít thì cái gói đó là chia ra làm 3 làm 4 gì cũng được đó. Hà điện thì làm 5 luôn đó, mà làm 5 thì chắc có không hiệu quả đâu, còn làm 3 là vừa đó. Thì có lớn thì cantanin, thì cantanin này á xịt bình quải á là 200 đó, còn xịt máy bay thì mình tính theo ha đó bà con mình. Nếu mà cảm thấy nó nhiều quá thì mình giảm chút đó, tại vì cái thuốc này nếu xịt nhiều quá nó ít nước đó là nó nóng nó sẽ cháy lá đó, nhưng mà mình cũng giảm xịt máy bay thì giảm lại chút, còn xịt bình quải thì nước nó nhiều đó, mình xịt 200 nó không có sao đó. Thì xịt có lớn cũng không ngoài ra là thuốc gì cả đó, thì cũng một loại thuốc đó, cộng bù lạch mò là ta đó, thuốc cỏ thì một loại thôi. Thì cái này á thì cũng được mấy đêm đó, 5 đêm 6 ngày mà lúa này thì nó cũng cao. Hổm xịt diệt mầm á thì có cộng cơm cát cho nên lúa nó cũng đỡ nè, nó cũng xanh tươi, nó cũng phát triển cho nên nó không có sựng, nó không có vàng. Nó mà bữa nay xịt cỏ lớn này thì cũng có không có cộng thuốc dưỡng rễ mà cộng thuốc bù lạch mò mà đó. Thì cái này xong thì 2 ngày sau là lên nước luôn đó bà con mình. Cái giống lúa 54-51 này đây. Đó bây giờ xong rồi nó bay ra rồi đó, bình này nữa là thứ hai rồi đó. Thì ở khu này á là hôm trước á là mày âm dựng này bằng 504, ông sưng thì bằng OM đó, hè thu này bằng 504, bây giờ là bằng 54-51 đó. Còn 54-51 là từ đây lên tới cái chấn vàng vàng trên đó đó, nó vàng vàng trên đó là người ta chưa có xạ, nó mới cắt ngày hôm qua thôi. Cái miếng còn lại hôm trước mình mấy ngày trước mình cũng có chia sẻ mình nói đó, nó mới cắt ngày hôm qua thôi đó. Ở đây là nó bằng gì đó lột sọt đó, còn cái miếng xanh đậm đậm hơn là OM. Thì ở đây nói chung là đường đê thì cũng cao, mà đất thì miếng cao miếng thấp, cho nên là ai màng sau thì người đó
ráng chịu đó, tại vì không có bơm nước chung đó, đất ai ngập thì tự rút đó. Bà con mình ở đây là gì chứ không có bằng vụ ba, không có bào đê đó, như vụ ba không có bào đê thì với lại đất ở đây đó, thường thường là tháng 9 nước nó mới chụp vô, có mưa nhiều thì nó bị động lại đó. Tại đây cũng gần biển, gần Kiên Giang đó, mưa thì nó chùm, nó dò ôi nước lên thôi. Thì xịt coi lớn này cũng đơn giản, thì mình nãy giờ cũng chia sẻ cũng không có dài dòng đó. Thì cái giống lúa này 5-4-1 này nó lên gì thì cũng đẹp rồi đó. Thì đời con đây chở về sau thì chưa biết đó. Thì hôm trước là xịt diệt mầm thì có cộng dưỡng rễ, nếu mà cộng dưỡng rễ vô thì rất hay đó bà con mình, tại vì cái lúa mình xịt diệt mầm nó hơi bị sực lại đó, rồi mình cộng dưỡng rễ vô thì nó phát triển nhanh lên, nó xanh lại đó, rồi mình xịt cỏ lớn nó cũng hạn chế cái bị cháy lá vàng nữa đó bà con mình. Nó bài bình này nó là bình thứ ba rồi. Đó, mùa này là ông dưỡng này xịt máy bay không rồi, tại giờ anh em mà không kịp. Giờ nó bay xa quá, dôm lại cũng hơi mờ rồi đó bà con mình ơi. Thì bữa nay là giờ này là rất chiều mà cũng còn gió dữ lắm đó bà con mình nè. Đó, đồ cây đồ chuối rồi nó quá, nó rung dữ lắm á, tại vì trời bữa nay nó cũng vô bão gì đó, cho nên gió hai ngày nay gió quá trời luôn. Đó, hồi sáng này cũng có mưa, không mưa lớn mà mưa lâm râm, mà mưa lâm râm cũng hơi lâu đó. Mặt đất thì nó cũng vừa ướt mà ngân thì cũng ráo cũng khô đó. Đó, bà con mình. Thì mình cũng xin nhắc lại, thì cái này lúa 5-4-1 là bữa nay được 5 đêm 6 ngày, thì xịt thuốc cỏ lớn đó, thì cũng một loại một cantanin cộng thuốc bù lạch là tata đó, là khu đất này là chi thôn An Giang đó. Thì cái này bên xã Vĩnh Phước thì mình chia sẻ nãy giờ thấy hay và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.